175. Sau đó, khi đã ngự tại thành Dương Xá theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành đến Kodanavattu. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến Kodanavattu. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ có nhiều vị tỳ khưu cư ngụ. Ở đó, vị tỳ khưu trưởng lão là ngu dốt, thiếu kinh nghiệm. Vị ấy không biết lễ Bố Tát, hoặc là hành sự Bố Tát, hoặc là giới bổn giới luật, hoặc là việc đọc tụng giới bổn giới luật. Khi ấy, các vị tỳ khưu ấy đã khởi ý điều này. Đức Thế Tôn đã quy định rằng giới bổn giới luật là trách nhiệm của vị trưởng lão, và vị trưởng lão này của chúng ta thì ngu dốt, thiếu kinh nghiệm, không biết lễ Bố Tát, hoặc là hành sự Bố Tát, hoặc là giới bổn giới luật, hoặc là việc đọc tụng giới bổn giới luật. Vậy chúng ta nên thực hành như thế nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép ở nơi đó, vị tỳ khưu nào có kinh nghiệm đủ năng lực, thì giới bổn giới luật là trách nhiệm của vị ấy. 176. Vào lúc bấy giờ, vào ngày lễ Bố Tát, tại trú xứ nọ có nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm, cư ngụ. Các vị ấy không biết lễ Bố Tát, hoặc là hành sự Bố Tát, hoặc là giới bổn giới luật, hoặc là việc đọc tụng giới bổn giới luật. Các vị ấy đã thỉnh mời vị trưởng lão rằng: Thưa Ngài, xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn giới luật. Vị ấy đã nói như vậy: Này các đại đức, tôi không làm được. Các vị đã thỉnh mời vị trưởng lão thứ nhì: Thưa Ngài, xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn giới luật. Vị ấy cũng đã nói như vậy: Này các đại đức, tôi không làm được. Các vị đã thỉnh mời vị trưởng lão thứ ba: Thưa Ngài, xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn giới luật. Vị ấy cũng đã nói như vậy: Này các đại đức, tôi không làm được. Bằng chính phương thức ấy, các vị đã thỉnh mời đến vị mới tu của hội chúng: Xin đại đức hãy đọc tụng giới bổn giới luật. Vị ấy cũng đã nói như vậy: Thưa các ngài, tôi không làm được. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp vào ngày lễ Bố Tát tại trú xứ nọ có nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm cư ngụ. Các vị ấy không biết lễ Bố Tát, hoặc là hành sự Bố Tát, hoặc là giới bổn giới luật, hoặc là việc đọc tụng giới bổn giới luật. Các vị ấy thỉnh mời vị trưởng lão rằng: Thưa Ngài, xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn giới luật. Vị ấy nói như vậy: Này các đại đức, tôi không làm được. Các vị thỉnh mời vị trưởng lão thứ nhì: Thưa Ngài, xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn giới luật. Vị ấy cũng nói như vậy: Này các đại đức, tôi không làm được. Các vị thỉnh mời vị trưởng lão thứ ba: Thưa Ngài, xin trưởng lão hãy đọc tụng giới bổn giới luật. Vị ấy cũng nói như vậy: Này các đại đức, tôi không làm được. Bằng chính phương thức ấy, các vị thỉnh mời đến vị mới tu của hội chúng: Xin đại đức hãy đọc tụng giới bổn giới luật. Vị ấy cũng nói như vậy: Thưa các ngài, tôi không làm được. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy ngay trong hôm ấy nên phái một vị tỳ khưu đi đến trú xứ lân cận bảo rằng: Này đại đức, hãy đi và học thuộc lòng giới bổn giới luật một cách tóm tắt hoặc đầy đủ rồi trở về. Khi ấy các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này: Người nào nên được phái đi? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu. Dầu được ra lệnh bởi vị trưởng lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không đi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không bệnh không nên không đi, vị nào không đi thì phạm tội dukkata tác ác. 177. Sau đó, khi đã ngự tại Kodanavattu theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã quay trở về lại thành Dương Xá, Vào lúc bấy giờ, dân chúng hỏi các vị tỳ khưu đang đi khất thực rằng: Thưa Ngài, là ngày thứ mấy của nửa tháng? Các vị tỳ khưu đã nói như vậy. Này các đạo hữu, chúng tôi không biết. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Các sa môn thích tử này không biết đến việc tính toán ngày của nửa tháng, thì những người này còn biết được điều tốt đẹp gì khác nữa đây? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép học cách tính toán ngày của nửa tháng. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Vị nào nên học cách tính toán ngày của nửa tháng? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép toàn bộ tất cả đều học cách tính toán ngày của nửa tháng. Vào lúc bấy giờ, dân chúng hỏi các vị tỳ khưu đang đi khất thực rằng: Thưa Ngài, có đến bao nhiêu vị tỳ khưu? Các vị tỳ khưu đã nói như vậy. Này các đạo hữu, chúng tôi không biết. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Các sa môn thích tử này không biết lẫn nhau, thì những người này còn biết được điều tốt đẹp gì khác nữa đây? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đếm số các vị tỳ khưu. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Khi nào thì nên đếm số các vị tỳ khưu? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép đếm số vào ngày lễ Bố Tát bằng cách gọi tên hoặc rút thẻ. 178. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu không biết hôm nay là ngày lễ Bố Tát nên đi khất thực ở làng xa. Các vị ấy trở lại trong khi giới bổn giới luật đang được đọc tụng. Các vị trở lại khi giới bổn giới luật vừa mới đọc tụng xong. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thông báo, hôm nay là ngày lễ Bố Tát. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này, nên được thông báo bởi vị nào? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão thông báo vào sáng sớm. Vào lúc bấy giờ, có vị trưởng lão nọ vào sáng sớm đã không nhớ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thông báo vào lúc thọ thực. Ngay cả khi thọ thực, vị ấy đã không nhớ. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép lúc nào nhớ thì thông báo vào lúc ấy. 179. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ, nhà hành lễ Bố Tát bị dơ bẩn. Các tỳ khưu giảng lai, phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu lại không quét nhà hành lễ Bố Tát? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép quét nhà hành lễ Bố Tát. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Ai nên quét nhà hành lễ Bố Tát? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu. Được ra lệnh bởi vị trưởng lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không quét. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không bệnh không nên không quét. Vị nào không quét thì phạm tội Dukkata tác ác. Vào lúc bấy giờ, chỗ ngồi không được sắp đặt trong nhà hành lễ Bố Tát. Các tỳ khưu ngồi trên nền nhà. Các phần thân thể và các y bị dơ bẩn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép sắp đặt chỗ ngồi trong nhà hành lễ Bố Tát. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Ai nên sắp đặt chỗ ngồi trong nhà hành lễ Bố Tát? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu. Được ra lệnh bởi vị trưởng lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không sắp đặt chỗ ngồi. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, Vị không bệnh không nên không sắp đặt. Vị nào không sắp đặt thì phạm tội Dukkata tác ác. Vào lúc bấy giờ, trong nhà hành lễ Bố Tát không có đèn. Trong bóng tối, các vị tỳ khưu đạp nhầm cơ thể và y. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép thắp sáng đèn trong nhà hành lễ Bố Tát. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Ai nên thắp sáng đèn trong nhà hành lễ Bố Tát? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu. Được ra lệnh bởi vị trưởng lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không thắp sáng đèn. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không bệnh không nên không thắp sáng đèn. Vị nào không thắp sáng đèn thì phạm tội Dukkata tác ác. Vào lúc bấy giờ, tại trú xứ nọ, các tỳ khưu thường trú, không cung ứng nước uống, không cung ứng nước rửa. Các tỳ khưu vãng lai phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các tỳ khưu thường trú lại không cung ứng nước uống, không cung ứng nước rửa? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép cung ứng nước uống, nước rửa. Khi ấy, các vị tỳ khưu đã khởi ý điều này. Ai nên cung ứng nước uống, nước rửa? Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu trưởng lão ra lệnh cho vị tỳ khưu mới tu. Được ra lệnh bởi vị trưởng lão, các vị tỳ khưu mới tu vẫn không cung ứng. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, khi được ra lệnh bởi vị trưởng lão, vị không bệnh không nên không cung ứng. Vị nào không cung ứng thì phạm tội Dukkata tác ác. 180. Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm, lên đường đi xa đã không xin phép các vị thầy tế độ và thầy dạy học. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm, lên đường đi xa, không xin phép các vị thầy tế độ và thầy dạy học. Này các tỳ khưu, các vị thầy tế độ và thầy dạy học nên hỏi các vị ấy rằng: Các ngươi sẽ đi đâu? Các ngươi sẽ đi với ai? Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm ấy nêu lên các vị ngu dốt, thiếu kinh nghiệm khác. Này các tỳ khưu, các vị thầy tế độ và thầy dạy học không nên cho phép. Nếu các vị cho phép thì phạm tội Dukkata tác ác. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm ấy, khi không được các vị thầy tế độ và thầy dạy học cho phép mà vẫn đi thì phạm tội Dukkata tác ác. Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm sống tại trú xứ nọ, các vị ấy không biết lễ Bố Tát, hoặc là hành sự Bố Tát, hoặc là giới bổn giới luật, hoặc là việc đọc tụng giới bổn giới luật. Nơi ấy có vị tỳ khưu khác đi đến, đại vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa, rành rẽ về pháp, rành rẽ về luật, rành rẽ về các đầu đề, là bậc trí tuệ, có khả năng, thông minh, khiêm nhường, có hối hận, ưa thích sự học tập. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nọ nên được các vị tỳ khưu ấy tiếp đón nồng hậu, nên được quan tâm, nên được chăm sóc, nên được cung ứng bột tắm, đất sét để tắm, gỗ chà răng, nước rửa mặt. Nếu các vị không tiếp đón nồng hậu, quan tâm, chăm sóc, cung ứng bột tắm, đất sét để tắm, gỗ chà răng, nước rửa mặt thì phạm tội Dukkata tác ác. Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm sống tại trú xứ nọ vào ngày lễ Bố Tát, các vị ấy không biết lễ Bố Tát, hoặc là hành sự Bố Tát, hoặc là giới bổn giới luật, hoặc là việc đọc tụng giới bổn giới luật. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy ngay trong hôm ấy nên phái một vị tỳ khưu đi đến trú xứ lân cận bảo rằng: Này đại đức, hãy đi và học thuộc lòng giới bổn giới luật một cách tóm tắt hoặc đầy đủ rồi trở về. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được như thế, thì nơi nào có các vị biết về lễ Bố Tát, hoặc là hành sự Bố Tát, hoặc là giới bổn giới luật, hoặc là việc đọc tụng giới bổn giới luật. Toàn bộ tất cả các vị tỳ khưu ấy nên đi đến trú xứ ấy. Nếu các vị không đi, thì phạm tội Dukkata tác ác. Này các tỳ khưu, trường hợp nhiều vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm, cư trú mùa mưa tại trú xứ nọ, các vị ấy không biết lễ Bố Tát, hoặc là hành sự Bố Tát, hoặc là giới bổn giới luật, hoặc là việc đọc tụng giới bổn giới luật. Này các tỳ khưu, các vị tỳ khưu ấy ngay trong hôm ấy nên phái một vị tỳ khưu đi đến trú xứ lân cận bảo rằng: Này đại đức, hãy đi và học thuộc lòng giới bổn giới luật một cách tóm tắt hoặc đầy đủ rồi trở về. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được như thế, thì nên phái đi một vị tỳ khưu trong thời hạn 7 ngày bảo rằng: Này đại đức, hãy đi và học thuộc lòng giới bổn giới luật một cách tóm tắt hoặc đầy đủ rồi trở về. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được như thế, thì các tỳ khưu ấy không nên cư trú mùa mưa tại trú xứ ấy. Nếu các vị ấy cư trú thì phạm tội Dukkata tác ác. 181. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, hãy tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện lễ Bố Tát. Khi được nói như thế, có vị tỳ khưu nọ đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, có vị tỳ khưu bị bệnh, vị ấy không đến. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được bày tỏ sự trong sạch. Và này các tỳ khưu, nên bày tỏ như vậy. Vị tỳ khưu bị bệnh ấy nên đi đến gặp một vị tỳ khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Tôi xin bày tỏ sự trong sạch, hãy chuyển đạt sự trong sạch của tôi, hãy thông báo về sự trong sạch của tôi. Nếu vị ấy thể hiện bằng thân, thể hiện bằng lời nói, thể hiện bằng thân và lời nói, thì sự trong sạch đã được bày tỏ. Nếu vị ấy không thể hiện bằng thân, không thể hiện bằng lời nói, không thể hiện bằng thân và lời nói, thì sự trong sạch đã không được bày tỏ. Nếu việc ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được như thế, thì nên dùng cái giường hoặc cái ghế khiêng vị tỳ khưu bị bệnh ấy đến giữa hội chúng, rồi thực hiện lễ Bố Tát. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu chăm sóc bệnh khởi ý như vậy, nếu chúng ta di chuyển vị bị bệnh dời khỏi chỗ, thì bệnh sẽ trầm trọng hơn hoặc sẽ gây tử vong. Này các tỳ khưu, không nên di chuyển vị bị bệnh dời khỏi chỗ, hội chúng nên đi đến và thực hiện lễ Bố Tát ở nơi ấy. Nhưng không nên thực hiện lễ Bố Tát bởi hội chúng theo phe nhóm. Vị nào thực hiện thì phạm tội Dukkata tác ác. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt sự trong sạch từ chính chỗ ấy bỏ đi nơi khác, thì sự trong sạch nên được bày tỏ đến vị khác. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt sự trong sạch ngay tại chỗ ấy hoàn tục từ trần, được biết là vị xuống lại sa di, được biết là người đã từ bỏ điều học, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo, tỳ khưu, được biết là kẻ đã chuyển sang ngoại đạo, được biết là loài thú, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ nhớp tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu Đức Phật, được biết là kẻ lưỡng căng, thì sự trong sạch nên được bày tỏ đến vị khác. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được bày tỏ, nếu vì chuyển đạt sự trong sạch ở khoảng giữa đường lại bỏ đi nơi khác, thì sự trong sạch vẫn chưa được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được bày tỏ, nếu vì chuyển đạt sự trong sạch ở khoảng giữa đường lại hoàn tục từ trần, được biết là vị xuống lại sa di, được biết là người đã từ bỏ điều học, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu, được biết là kẻ đã chuyển sang ngoại đạo, được biết là loài thú, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ nhớp tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu Đức Phật, được biết là kẻ lưỡng căn, thì sự trong sạch vẫn chưa được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi bỏ đi nơi khác, thì sự trong sạch đã được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt sự trong sạch đã đến được hội chúng rồi hoàn tục từ trần, được biết là vị xuống lại sa di, được biết là người đã từ bỏ điều học, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu, được biết là kẻ đã chuyển sang ngoại đạo, được biết là loài thú, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ nhớp tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu Đức Phật, được biết là kẻ lưỡng căn, thì sự trong sạch đã được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự trong sạch đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt sự trong sạch đã đến được hội chúng, rồi ngủ quên nên không thông báo, rồi lơ đễnh nên không thông báo, rồi nhập định nên không thông báo, thì sự trong sạch đã được chuyển đạt. Vị chuyển đạt sự trong sạch không bị phạm tội. Này các tỳ khưu, trong sự trong sạch đã được bày tỏ, nếu vị chuyển đạt sự trong sạch đã đến được hội chúng, rồi cố ý không thông báo, thì sự trong sạch đã được chuyển đạt, và vị chuyển đạt sự trong sạch bị phạm tội dukkata tác ác. 182. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, hãy tụ hội lại, hội chúng sẽ thực hiện hành sự. Khi được nói như thế, có vị tỳ khưu nọ đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, có vị tỳ khưu bị bệnh, vị ấy không đến. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu bị bệnh được trao ra sự tùy thuận. Và này các tỳ khưu, nên trao ra như vậy. Vị tỳ khưu bị bệnh ấy nên đi đến gặp các vị tỳ khưu, nên đắp thượng y một bên vai, nên ngồi chồm hổm, chắp tay lên, và nên nói như vậy: Tôi xin trao ra sự tùy thuận. Hãy chuyển đạt sự tùy thuận của tôi. Hãy thông báo về sự tùy thuận của tôi. Nếu vị ấy thể hiện bằng thân, thể hiện bằng lời nói, thể hiện bằng thân và lời nói, thì sự tùy thuận đã được trao ra. Nếu vị ấy không thể hiện bằng thân, không thể hiện bằng lời nói, không thể hiện bằng thân và lời nói, thì sự tùy thuận đã không được trao ra. Nếu vị ấy đạt được như thế, việc ấy như vậy là tốt đẹp. Này các tỳ khưu, nếu không đạt được như thế, thì nên dùng cái giường hoặc cái ghế khiêng vị tỳ khưu bị bệnh ấy đến giữa hội chúng, rồi thực hiện hành sự. Này các tỳ khưu, nếu các vị tỳ khưu chăm sóc bệnh khởi ý như vậy, nếu chúng ta di chuyển vị bị bệnh dời khỏi chỗ, thì bệnh sẽ trầm trọng hơn hoặc sẽ gây tử vong. Này các tỳ khưu, không nên di chuyển vị bị bệnh dời khỏi chỗ. Hội chúng nên đi đến và thực hiện hành sự ở nơi ấy, nhưng không nên thực hiện hành sự bởi hội chúng theo phe nhóm. Vì nào thực hiện thì phạm tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt sự tùy thuận từ chính chỗ ấy bỏ đi nơi khác, thì sự tùy thuận nên được trao ra đến vị khác. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt sự tùy thuận ngay tại chỗ ấy hoàn tục từ trần, được biết là vị xuống lại sa di, được biết là người đã từ bỏ điều học, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo, tỳ khưu, được biết là kẻ đã chuyển sang ngoại đạo, được biết là loài thú, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ nhớp tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu Đức Phật, được biết là kẻ lưỡng căn, thì sự tùy thuận nên được trao ra đến vị khác. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt sự tùy thuận ở khoảng giữa đường lại bỏ đi nơi khác, thì sự tùy thuận vẫn chưa được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt sự tùy thuận ở khoảng giữa đường lại hoàn tục, từ trần, được biết là vị xuống lại sa di, được biết là người đã từ bỏ điều học, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu, được biết là kẻ đã chuyển sang ngoại đạo, được biết là loài thú, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ nhớp tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu Đức Phật, được biết là kẻ lưỡng căn, thì sự tùy thuận vẫn chưa được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi bỏ đi nơi khác, thì sự tùy thuận đã được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi hoàn tục, từ trần, được biết là vị xuống lại sa di, được biết là người đã từ bỏ điều học, được biết là vị phạm tội cực nặng, được biết là vị bị điên, được biết là bị loạn trí, được biết là bị thọ khổ hành hạ, được biết là vị bị án treo trong việc không nhìn nhận tội, được biết là vị bị án treo trong việc không sửa chữa lỗi, được biết là vị bị án treo trong việc không từ bỏ tà kiến ác, được biết là kẻ vô căn, được biết là kẻ trộm tướng mạo, tỳ khưu, được biết là kẻ đã chuyển sang ngoại đạo, được biết là loài thú, được biết là kẻ giết mẹ, được biết là kẻ giết cha, được biết là kẻ giết A-la-hán, được biết là kẻ làm nhơ nhớp tỳ khưu ni, được biết là kẻ chia rẽ hội chúng, được biết là kẻ làm chảy máu Đức Phật, được biết là kẻ lưỡng căn, thì sự tùy thuận đã được chuyển đạt. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vị chuyển đạt sự tùy thuận đã đến được hội chúng rồi ngủ quên nên không thông báo, rồi lơ đễnh nên không thông báo, rồi nhập định nên không thông báo, thì sự tùy thuận đã được chuyển đạt. Vị chuyển đạt sự tùy thuận không bị phạm tội. Này các tỳ khưu, khi sự tùy thuận đã được trao ra, nếu vì chuyển đạt sự tùy thuận đã đến được hội chúng, rồi cố ý không thông báo, thì sự tùy thuận đã được chuyển đạt, và vì chuyển đạt sự tùy thuận bị phạm tội Dukkata tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép vào ngày lễ Bố Tát, vì bày tỏ sự trong sạch, đồng thời trao ra sự tùy thuận, phòng khi hội chúng có hành sự cần được thực hiện.